Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: Lùi thời gian học sát hạch lái xe bằng phần mềm, tăng cường xử lý nồng độ cồn tại huyện Thọ Xuân. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép lùi thời hạn áp dụng học và thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông thêm một năm so với quy định trước đó. Cụ thể các trung tâm sát hạch lái xe sử dụng phần mềm mô phỏng tình huống giao thông để sát hạch lái xe được lùi thời gian thực hiện đến ngày 1 tháng 6 năm 2022 thay vì áp dụng từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 như quy định ban đầu. Như vậy, tới trước thời hạn này, người thi sát hạch lấy bằng lái xe ô tô vẫn thi 3 phần như hiện nay bao gồm lý thuyết, thi trên sa hình và thi trên đường trường. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, người học lái xe sẽ phải thi trên phần mềm Đồng thời, thời điểm chính thức để các cơ sở đào tạo sử dụng phần mềm mô phỏng tình huống giao thông trong đào tạo lái xe ô tô sẽ bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2021, thay cho quy định bắt buộc áp dụng triển khai đào tạo bằng phần mềm mô phỏng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 như cũ. Khách hàng mua vé vào bay cùng Vietjet trên khắp Việt Nam trong thời gian từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 sẽ nhận được món quà đặc biệt là 20 kg hành lý ký gửi bên cạnh 7 kg hành lý xách tay hoàn toàn miễn phí. Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đặt vé trước 3 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến trên các kênh bán chính thức của Vietjet. Ưu đãi hành lý được áp dụng ngay khi khách hàng chọn kèm gói 20 kg hành lý khi đặt vé trên tất cả các đường bay nội địa với thời gian bay từ ngày 27 tháng 2 năm 2021 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Đặc biệt, Vietjet cũng mang đến cơ hội bay và trải nghiệm hạng vé Deluxe mới siêu nhiều tiện ích của Vietjet với mức giá hấp dẫn chưa từng có, chỉ từ 399.000 đồng, chưa bao gồm thuế phí. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm sau Tết Nguyên đán, tình trạng uống bia rượu nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại nông thôn vẫn cao. Để đảm bảo cho nhân dân an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Thọ Xuân đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đi đôi với việc tuân thủ tuyệt đối theo khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19 với quan niệm tháng riêng là tháng ăn chơi tại nhiều địa phương người dân vẫn vui xuân tụ tập ăn uống và sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh công an huyện thọ xuân đã tập trung tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn và một số hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông khác việc kiểm tra chủ yếu tập trung tại một số tuyến đường giao thông trọng điểm gần các khu vực có nhà hàng quán xá nhằm phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm tính trong vòng một tháng trở lại đây lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện và xử lý 39 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có một ô tô và 38 xe máy. Việc xử lý nghiêm và liên tục của lực lượng chức năng đã góp phần nâng cao nhận thức của nhiều người dân, từ đó vi phạm này cũng giảm dần. Ngày xưa thì bọn tôi cũng hay uống, nhưng mà bây giờ thì không. Vì giờ cứ đi đường khách người ta cũng không thích với công an làm căng. Trước đây thì khi mà cái luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định 100 chưa ra đời, thì trong địa bàn huyện Thọ Xuân nói riêng và trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung thì trong dân việc sử dụng nồng độ cồn đang còn diễn ra rất là nhiều. Nhưng sau khi có cái chế tài về xử lý của nghị định 100 tăng nặng mức xử phạt và các hành vi tức xin phép lái xe bổ sung thì hiện tại thì số lượng vi phạm nồng độ cồn trong dân đã hạn chế đi rất nhiều. Thì thời gian qua thì công an huyện Thọ Xuân cũng đã tăng cường kiểm tra kiểm soát về nồng độ cồn để phát hiện xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn. Cho nên là trong dân hiện nay cũng đã giảm thiểu và nhân dân cũng đã có ý thức chấp hành. Huyện Thọ Xuân là một trong những huyện dẫn đầu trong toàn tỉnh về số lượng xử lý vi phạm trước trong và sau Tết vừa qua. Điều này thể hiện sự nghiêm túc và quyết liệt của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nó cũng còn phản ánh thực tế tình trạng vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn huyện vẫn còn cao. Do đó, thời gian tới, các ngành chức năng cần kết hợp xử lý với công tác tuyên truyền đến người dân về tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông để góp phần giảm thiểu và chấm dứt vi phạm nồng độ cồn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.